Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Các bạn à, như các bạn cũng đã từng biết, cao nhân đã từng dạy, có làm thì mới có ăn, đúng không mấy bạn? Nhưng riêng Phong và Sam chỉ cần vào game kiếm được cái gì là ăn cái đó. Trời ơi, bà đâu ăn nấy vậy? Đúng vậy, cho nên là hôm nay chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và ngày hôm nay, mình và Sammy đã tiếp tục quay trở lại Minecraft và thực hiện tiếp thử thách 24 giờ ăn tất cả đồ ăn ở trong Minecraft. Yeah, ok. Thì vẫn là như những tập trước thì mình thấy các bạn yêu cầu mình làm cái thử thách này khá là nhiều, cho nên hôm nay mình sẽ tiếp tục làm thêm tập 3 nha các bạn nha. Ok. Thì tập 3 này là mình với Sammy đã quyết định là bọn mình sẽ đi đến một cái vùng đất mới để kiếm những món ăn mới bạn ơi. Đây, và bạn thấy sau lưng mình nè, đây. Bạn có thể thấy sau lưng của mình chính là một ngôi làng tuyết các bạn ơi. Và ở đây á, mình hy vọng rằng là mình với Sammy sẽ kiếm được những cái món gì đó ngon ngon ở trong Minecraft để bọn mình ăn thật ở ngoài đời thật nha bạn nha. Ok. Rồi, thì bây giờ Phong với Sam cùng nhau đi vào trong đây coi có gì mới không Sam. Đi đi. Ê Phong ơi, đây lần đầu tiên tôi thấy làng tuyết ở trong Minecraft luôn á, lần đầu tiên luôn. Ủa gì quê vậy? Tính ra làng tuyết trong Minecraft dễ kiếm á luôn á. Sammy quê mùa quá. Có biết đâu. Ok. Tôi chơi nhiều đâu biết. Rồi ok, bây giờ đầu tiên thì chắc là Phong với Sam đây đi vòng vòng đây kiếm coi có gì ăn trước nha. Ơi Sam, hay là bây giờ mình lấy tuyết mình đi, mình lấy tuyết mình ăn, mình sẽ được làm đá bào mình ăn á Sam được không? Ui ngon vậy. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi đau răng lắm, không ăn được. Tiếc quá à. Không ăn được đá bào hả? Vậy giờ... Ơi, hay là mình ăn người sắt đi Sam? Hay là mình ăn người sắt đi Sam? Hay là mình ăn người sắt đi Sam? Thôi trời, em bị khùng, không ăn xong, ông không còn răng cơm luôn á Phong. Ok, thôi tôi đùa, bây giờ bọn mình đi kiếm cái gì đó để ăn nè. Ui, ui, ui. Sam, bên dưới này dạ? Sam. Đây. Đây. Bên... Trời ơi. Cái gì chưa gì mà nhảy xuống dưới bà nội. Đây đây. Bị té. Bên này có đường xuống này, không chịu đi đường này. Trời ơi, nhảy xuống làm gì. Đây, bây giờ xuống đây nha. Đây. Đâu ở bên quá. Đây nè. Là mình thấy có mấy con heo nữa bạn ơi. Ui, tính ra là trong tập trước các bạn có mấy bạn kêu mình là anh Phong ơi, tính ra là anh đi ngang con heo mấy lần luôn mà sao anh không chịu ăn thịt heo vậy anh. Thật ra là lúc đó mình không để ý nha các bạn nha, cho mình không thấy con heo, cho nên hôm nay mình đã tìm thấy được heo nè và mình sẽ ăn thịt heo nha các bạn nha. Ở hợp lý. Vừa mới vô và kiếm được thịt heo là quá ngon luôn bạn ơi. Ok rồi, thôi mình làm thịt heo đi sao mày. Đây đây, đánh tay hả ông? Một miếng có thịt đồ không? À, tôi được một miếng thịt nè. Sao quýnh con này đi, xong quýnh này đi. Ủa lấy tay đánh nhanh không? Lấy tay đánh thôi chứ lần trước tôi chết tôi mất hết đồ rồi. Nhanh mà, yên tâm đi. Đây. Trời ơi, trùng nước rồi tắm cho nó sạch được không đó. Sammy đem con heo quăng heo xuống nước luôn bạn ơi. Ok rồi, bây giờ bây giờ mình lên trên đi Sam, mình lên trên mình phải nướng thịt heo lên để ăn được nha, chứ ăn thịt heo là không ăn sống được đâu nha các bạn. Ok. Trời ơi, cả ăn sống được chứ cái này ăn sống mà trời ơi lên nằm luôn á. Đúng rồi, cái gì chứ thịt heo mà ăn sống là bọn mình đau bụng chết luôn á mấy bạn, đừng có ăn sống cái gì hết nha. Đó, không nên ăn sống bất cứ cái gì nha các bạn nha. Chỉ có những cái món nào mà kiểu ăn sống được thì mới ăn thôi. Chẳng hạn như trong tập trước là mình có ăn gì ta sashimi đó bạn. Đó, mình ăn sashimi ngon lắm. Cá hồi sống á bạn. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đào một ít gỗ nè. Mình bỏ vô cái lò nướng, đây dân làng có lò nướng nè. Bỏ thịt heo vô. Bỏ thịt vô. Trời ơi, thơm lừng luôn. Ok, rồi. Thì món đầu tiên của chúng ta sẽ là món thịt heo nướng nha bạn nha. Em mà tôi sợ quá. Tôi chảy nước miếng. Tại tôi sợ quá, tôi sợ gì ta, cái món thịt heo nó giống như thịt bò không? Nó cứng như cái vậy lâu tập trước á ghê lắm. Yên tâm đi, tôi nghĩ rằng món thịt heo này sẽ rất là ngon, không sao đâu, yên tâm. Rồi ok. Bây giờ tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nơi khác để kiếm thêm đồ ăn nha. Hay để tôi kiếm coi xung quanh này có món gì ăn tiếp không nha. Mới đầu là mình tính gọi là mình lấy tuyết để mình làm đá bào mình ăn các bạn ơi, nhưng mà Sammy lại không thích ăn. Sammy kêu Sammy đang bị gọi là bị nhiệt miệng các bạn. Bạn biết bị nhiệt miệng không, là cái kiểu bên trong miệng của mình nó bị gì ta, nó bị rách một cái phần thịt đó bạn. Đó, cho nên rất là đau luôn, cho nên Sam không ăn cái gì đồ lạnh hay đồ nóng được. Đấy, cho nên là mình không có ăn đá bào được, không thôi là hôm nay mình ăn đá bào đó. Bên đây nè, mình thấy có một đống đá nữa nè, đó. Tí nữa. Trời ơi. Mình nghĩ rằng là nếu như tập này hay, tập sau mình sẽ làm món đá bào cho các bạn ăn. Ok, rồi. Ui, ngon nhở. Bây giờ chúng ta sẽ... Ui, sao ơi. Gì vậy? Tôi đang đá bào nè. Bên này có dưa hấu nè. Đây, có dưa hấu.
Quay, cái vùng lẻo này mà có dưa hấu rồi, tôi nhớ dưa hấu là mọc vào mùa hè mà ta, đúng không? Dưa hấu á là ở trong những phiên bản cũ á là nó sẽ mọc ở trong mấy cái khu rừng á, nhưng mà ở trong phiên bản mới này thì ở chỗ dân làng cũng có dưa hấu luôn nha các bạn nha. Trời lời dữ vậy. Xịn. Ok, giờ chúng ta đã có được thêm dưa hấu. Ui, thịt heo nè, ăn thịt heo xong mà chúng ta còn có dưa hấu để chén miệng nữa. Ui, xịn. Được. Hôm ok, nay ăn hơi ngon đó. Hôm nay ăn hơi bị ngon nữa bạn ơi, ngon hơn lần trước nhiều. Ok. Rồi bây giờ mình quay trở lại, bây giờ mình quay trở lại cái chỗ mà nướng thịt của mình hồi nãy đi. À đây rồi. Ok. Rồi. Bây giờ Sammy một miếng, Phong một miếng nha. Ok, Sam lượm đi. Hai. Rồi còn ra ngoài ăn nè. Còn dư một miếng nè, còn dư một miếng thì mình sẽ cho cái anh dân làng mà hồi nãy mình đã lấy heo của ảnh đây. Ôi trời ơi. Nè anh cho anh đó. Rồi. Bây giờ, à quên, dưa hấu nữa. Bây giờ Sammy một miếng dưa hấu, Phong một miếng dưa hấu nè. Rồi ok. Đó, trời ơi, mát lạnh luôn, ăn dưa hấu ở đây là giống kem dưa hấu luôn á Phong. Mát okay. Lạnh. Rồi, và bây giờ thì mình với Sammy, hai đứa mình đã kiếm được gọi là hai món ăn đầu tiên. Đó chính là dưa hấu và thịt heo nha các bạn nha. Bây giờ chúng ta chần chờ gì nữa nào, ăn thôi. Rồi ok, và món tiếp theo chúng ta sẽ ăn đó chính là món thịt heo. À quên. Gì? Thịt heo. Heo hả? Đúng rồi, món này là món thịt heo nha các bạn nha. Đây, món này sẽ là món thịt heo nha các bạn. Nhưng mà ở đây á thì mình không có chuẩn bị đũa hay là muỗng gì hết, mà chúng ta sẽ ăn bằng tay, bởi vì trong Minecraft là chúng ta ăn bằng tay, ok? Thì mình có chuẩn bị bao tay nè, để cho nó không bị bẩn tay. Đó, rất là kỹ càng luôn nha, rất là đầu tư luôn nha các bạn nha. Ok. Rồi. Ok các bạn ơi, bọn mình đã đeo găng tay xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn nha các bạn nha. Rồi. Nào, cheese. Cũng. Bye. Trời ơi, cứng quá à. Trời ơi, cứng quá à. Được mà. Sao miếng tôi toàn mỡ không vậy? Ồ. Nhưng mà có điều á bạn, ngon thì ngon thật á, nhưng mà có điều nó hơi nhạt các bạn ơi. Thật sự là mình cảm giác nó hơi nhạt. Đúng rồi. Có vẻ là bởi vì bọn mình chiên không, bọn mình không có cho gia vị vào cả cho nó hơi nhạt. Mình thử trước nha. Ngon. Sammy hiện tại đang bị gọi là bị gì ta, bị gì nó gọi gì nhỉ? Nhiệt miệng. Hay là bị nhiệt miệng các bạn ơi, cho nên Sam không ăn tương được nha. Nó sẽ bị đau quá. Nên ông thấy hồi chị tôi hiền không, chứ thường thường tôi dữ lắm á. Vậy hả? Ờ vậy hả? Chứ sao? Ngon. Và món tiếp theo mình và Sammy sẽ cùng nhau ăn đó chính là món dưa hấu. Quá ngon luôn. Ráp thử coi. Anh tròn được không? Tao không được, không được. Đấy, ok. Em dưa hấu không hạt. Dưa hấu này không có hạt nha. Đâu có, nhưng mà ít à. Nhưng mà ít, hạt này nuốt được không? Hình như hạt này nuốt được hay sao? Tại hạt này hình như là... Thôi kệ, thôi. Nói chung là ăn dưa hấu đừng nên nuốt hạt các bạn ơi, sẽ rất là nguy hiểm, không nên nuốt hạt nha, không nên nuốt hạt nha các bạn nhỏ nhớ nha. Mình nói là nuốt hạt sẽ bị nảy mầm trong người. Đúng rồi, mình ngày xưa lúc mình còn nhỏ mẹ mình hay nói là ăn dưa hấu mà nuốt hạt á là trong bụng chúng ta sẽ mọc ra cây dưa hấu, nghe sợ dễ sợ luôn. Đó cho nên là không nên nha các bạn nha. Ok, ăn đi. Đồ ăn không có đem đi nghịch nha. Nghịch đâu, tôi để này nè. Ôi nó sắc căng. Ôi trời. Ngọt quá à. Từ nhiều ông ghét dưa hấu mà sao ông ăn nhiều vậy? Thật sự á bạn, là Phong là một người rất là ghét dưa hấu nha. Tại vì là mình không biết sao nhưng mà mình không có hợp với vị dưa hấu. Nhưng mà hôm nay mình quay video cho các bạn á, cho nên là mình chỉ được ăn những cái món ăn có trong Minecraft. Cho nên là sáng giờ mình nhịn đói, cho nên là giờ ăn được miếng dưa hấu mình rất là hạnh phúc. Nhom, trời ơi, ngon quá mấy bạn ơi. Đúng là đồ ăn ở trong Minecraft và đồ ăn ở ngoài đời thật nó đều ngon như nhau mấy bạn ạ. Ok, rồi, nói chung là chúng ta đã ăn được thịt heo với dưa hấu rồi, quá là ngon luôn. Bây giờ thì mình nghĩ là chúng ta sẽ đi kiếm những món ăn mới nha. Thì dưa hấu mình ăn xong rồi thì mình sẽ để lại nha. Ok, đó, để lại. Rồi. Trời ơi, quăng xuống đây làm chi vậy? Bây giờ là tôi nghĩ rằng là chúng ta nên đào gỗ để làm một tí dụng cụ. Sam ơi, tôi có nè, tôi có nè. Tôi có. Đâu? Đồ đâu? Đây tôi có đào ít gỗ đó. Okay, một okay. Gỗ nè đây. Rồi tại vì á lần trước á bạn là Phong đang sinh tồn kiếm đồ ăn cho bạn, nhưng mà tự nhiên Phong bị zombie tấn công cho nên là Phong bị mất hết chân đồ luôn. Bây giờ Phong sẽ phải đi kiếm lại đồ các bạn ạ. Phong sẽ phải tự làm lại đồ, buồn ghê luôn á.
Hey, không biết rằng là hôm nay chúng ta sẽ được ăn thêm món gì ngoài thịt heo dưa hấu đây. Hả? Bây giờ mình sẽ bỏ như thế này và mình sẽ làm cho mình một cái cúp nha bạn nha. Rồi ok. Và cái cúp này để làm gì? Mình sẽ vô mình lấy cái lò nướng của con dân làng mình đem theo bạn ơi. Biết đâu mẹ chúng ta sẽ cần đúng không? Đó, mình sẽ đem theo. Đúng rồi. Rồi. Em có cái giường này mình bế cái giường đi luôn. Ờ đúng rồi, đem đem cái giường này. Màu xanh á. Từ từ chờ xíu để tôi lấy cái giường người ta cấp cái giường người ta. Ok. Rồi bây giờ thì mình với Sammy sẽ cùng nhau đi đến nơi khác để kiếm thêm đồ ăn nha bạn nha. Chứ ngôi làng mình nghĩ là hết đồ ăn rồi bạn ơi, không còn gì ăn đâu. Ở trong em làng mà thì công nhận nha là làng ở trong vậy ta, làng ở trong ở Trung Tuyết nó nghèo nàn hơn làng ở ngoài kia. Đúng rồi. Ít đồ lắm, ít đồ lắm. Có giường chưa Sam? Không có, trời ơi, nó nghèo đến nỗi không có cái giường à. Trời ơi, cái gì dữ vậy trời. Vậy? Đâu đâu, tôi đi kiếm coi trời. Phải có cái giường để mình có giường mình ngủ buổi tối thôi. Giờ mi tấn công, à đây có rồi nè. Rồi, ok, rồi, coi. Sam đâu? Nhà, đây tôi đây sau lưng ông nè. Đây, đây, đó, giường nè, rồi ok. Rồi, bây giờ thì mình với Sammy sẽ cùng nhau đi qua thử bên cái đảo đá bào bên kia. Xem thử cái bên đó có gì đảo đá bào, nghe kỳ vậy, cái đó là đảo băng, đồ nghe sang, tự nhiên nghe đảo đá bào là vậy. Thì nó là một cái đảo làm bằng băng, thì mốt tôi sẽ làm một tập là tôi sẽ đào nó ra, tôi làm đá bào, tôi ăn, trên tôi sẽ gọi nó là đảo đá bào, hiểu không? Ngon vậy. Mấy bạn, mấy bạn đi học á, mấy bạn có bao giờ được ăn cái món đá bào mà ở trước cổng trường đổ miếng siro với miếng sữa lên không? Trời ngon. Trời ơi, nhức nát. Nhức ăn nách cái nhức nách ơi. Luôn mình nói mà nước miếng mình chảy nè. Bây giờ từ để tôi tạo ra cái này. Tạo rồi, ra này chơi vui lắm. Ê Sam ơi, cái gì vậy Sam? Tôi thấy có món mới nè. Bà đã bao giờ muốn ăn rong biển chưa? Rong biển? Cái đúng gì rồi. Mà rong biển? Rong biển á. Đây. Để không xem coi. Ôi bên đây có cá nè. Nhưng mà lần trước mình với Sam ăn cá rồi. Ôi cái rong này lấy không được các bạn ơi. Tôi nhớ là có một lần tôi đã từng ăn được món rong biển ở trong Minecraft. Ok, chắc tí nữa mình với Sammy sẽ thử đi kiếm rong biển ngoài biển nha các bạn nha. Còn này chắc không có rồi. Ui ui. Sam qua đây. Dạ, qua đây. Tôi nhức đầu quá a. Đừng có đi lung tung nữa, đi theo tôi kiếm đồ ăn nè, cứ chạy vòng vòng hoài. Đây bên đây nè. Đây, bên đây mình thấy nó có một cái gì ta? Cái này là gì nhỉ? Cổng địa ngục các bạn ơi, một cổng địa ngục bị hỏng nè. Đó, bây giờ mình sẽ qua đây. Nó ở đây nó sẽ có một cái rương. Ủa mà ở đây sao không thấy cục vàng nữa ta? Mình nhớ cái cổng này nó hay có vàng á, nhưng mà ở này không có. Ủa đẹp cái vàng nè, có cục vàng nè đó. Ui mấy bạn bạn nhìn nè. Quá trời đồ dạ. Vàng luôn. Trời ơi, cúp nè, sản nè, trời ơi, mũ vàng. Ui, táo vàng nữa. Ôi xịn vậy ta. Ôi mà khoan. Chết tại sao mày? Dạ. Bây giờ mình kiếm được táo vàng thì mình phải ăn táo vàng, nhưng mà ở ngoài này thật làm gì có táo vàng. Ừ ha chết. Ôi. Rồi bây giờ làm cách nào để ăn được táo vàng đấy bạn? Chẳng lẽ rồi. Giờ mình ra ngoài tiệm vàng cái mình kêu người ta làm cho mình một quả táo bằng vàng ta? Nhưng mà mình đâu có tiền. Mà nếu như mà mình không có tiền tiền ấy, luôn á phải. Ừ, mà nếu như mình có tiền á thì mình cũng đâu có ăn được táo bằng vàng đâu. Chết giờ sao ta? Ok không sao, mình có cách mấy bạn ơi, chúng ta cùng nhau đi ăn táo vàng nha. Ok được đi thôi ta. À mà khoan đã bạn ơi, quên mất, mình nghĩ rằng là chúng ta nên kiếm thêm một món nữa đi trước khi chúng ta ăn món táo vàng nha. Ok thì như hồi nãy mình đã nói đó, mình sẽ đưa Sammy đi ăn món rong biển bạn ơi, tại mình cũng đang thèm rong biển đấy. Thì mình với Sam sẽ đi kiếm rong biển. Đúng rồi. Đây. Rong biển ăn sao? Trời ơi, Minecraft ăn được hả? Không biết ta. Rong biển hình như tôi nhớ là chúng ta có thể gọi là gì ta? Ui trời mưa rồi. Rong biển chúng ta có thể gọi là bỏ vô lò nướng á, chúng ta nướng lên và chúng ta có thể ăn được. Ok. Mình quá. Đâu. Bây giờ bọn mình phải ra ngoài biển trước đã. 2000 years later. Đây nè Sam ơi, bên này nè, tôi thấy hình như nãy bên này tôi thấy có rong biển. Đây, thấy rồi mấy bạn ơi. Đây. Rong đâu? Biển nha. Ủa? Ủa gì vậy? Ủa sao tôi đi qua? Ủa sao Sam đi đến đâu rồi đóng băng đến đó hay vậy? Wow, con đi thử coi. Ui xịn vậy. Tôi đi đâu được đâu, hình như là cái đôi giày của Sam á. Cái đôi giày của Sam á. Trong giày nè. Ui gì xịn vậy? Ui đôi giày này đi đến đâu rồi đóng băng đến đó bạn ơi, hơi bị ghê luôn. Đây để tôi mang thử nè, rồi tôi đi thử nè. Let it go. Ui, trời ơi bạn ơi, mình nói bạn nghe nha, cái đôi giày này hơi bị khó kiếm luôn á, tại vì trong Minecraft sinh tồn là kiếm được đôi giày này hơi bị khó luôn á. Ui, được. Xịn. Không có trở thành nữ hoàng băng. Sam ơi, bên kia có mấy con gấu tuyết kìa, mèo Simmy kìa. Ô, mèo Simmy, hello. Ok, hello mèo Simmy nha. Ui, chị mèo Simmy. Hình như nó cắn mình Sam ơi, hình như tấn công mình được, hình như mấy con này tấn công mình được trời. Ủa nó cắn tôi đâu? Nó đuổi tôi nè. Sam để ý không, con gấu bự nó chạy theo tôi, còn con gấu con chạy theo Sam. Đâu ra đâu. Mệt. Đó thấy chưa, tôi nói là chạy đi không chịu nghe, thấy chưa.
nó cắn tôi. Chạy qua đây, chạy qua đây, chạy qua đây nhanh lên, chạy qua đây. Ok rồi, rồi. Đau quá à. Trời ơi bạn ơi, may ghê, mãi mình mới thoát ra khỏi con gấu tuyết được bạn ơi, nó đuổi theo dai ghê luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ lấy rong biển nha. Cái gì vậy Sam, bà lấy nhiều vậy? Bà ăn hết luôn. Ủa gì? Ủa sao nhiều vậy? Wow, quá trời đông biển nè. Lấy ít thôi bà nội, bà lấy nhiều quá, tí nữa bà ăn hết không hả? Trời tôi ơi. Tôi về tôi đắp mặt hiểu không? Tôi về tôi đắp mặt hiểu không? Đông biển mà đắp mặt được luôn hả? Ok. Chứ sao? Đây bây giờ mình sẽ bỏ này vô rồi bỏ đông biển vô đi trước. Bơi. Đây. Ui. Đó. Đúng nhớ. Chúng ta sẽ có được một món tên là rong biển sấy các bạn ơi. Chúng ta sẽ có một món tên là rong biển sấy. Ngon. Ok. Đó, tạo gì mẹ mày đang thua lui vậy? À đúng rồi, quên con rong biển đen mà. Quên. Ủa, rong biển ngoài đời thật nó cũng đen đen vậy mà. Ok. Ăn được nha, ăn được nha. Ui giận quá. À. Trời ơi, luôn tôi ăn cái này luôn á. Bây giờ nè, Sammy một miếng rong biển, Phong miếng rong biển với lại cho Sam thêm quả táo vàng nữa nè. Rồi ok. Trời ơi. Ok bạn ơi, và món thứ hai chúng ta sẽ ăn. Như bạn đã thấy trên màn hình rồi đó, đó chính là rong biển và táo vàng nha. Mình đã có cách để có thể ăn được táo vàng rồi bạn ơi. Ok. Ăn thôi. Hey, nếu như bạn đang xem video thì chắc các bạn cũng biết mình và Sammy đã kiếm được món gì đúng không? Đó chính là món táo vàng. Nhưng mà ở ngoài đời thì làm gì có táo vàng. Chẳng lẽ bây giờ mình phải mua một quả táo, sau đó mình mạ vàng lên để mình ăn hả? Như vậy thì sẽ rất là tốn tiền luôn. Cho nên chúng ta sẽ có một phương án khác, đó chính là chúng ta sẽ kiếm một quả táo màu vàng. Đây. Đây mấy bạn có thể thấy cái quả táo này nè các bạn, là nó có màu vàng. Thì cái táo này mình nghe cái anh bán hàng anh bảo đây là táo Nhật mấy bạn ơi. Và nó có màu vàng. Đó, chơi mình thấy nó rất là giống táo vàng trong Minecraft và mình đã quyết định là mua nó. Và cái táo này khá là đắt các bạn ơi, mình mua có 2 quả thôi mà hết gần 80.000 đúng không? Gần 80.000 cho 2 quả đắt, bạn ơi. Đắt luôn. Trong khi 80.000 là bạn có thể mua 2kg táo bình thường luôn á. Đúng là táo vàng có khác. Thì như bạn cũng biết ở trong game á, là khi chúng ta ăn táo vàng thì chúng ta sẽ hồi máu và gọi là tăng sức mạnh hay gì đó phải không ta? Đúng rồi, mình sẽ gọi là hồi máu nhanh hơn. À có thêm máu, có thêm hai máu. Hình như là nó không có tăng sức mạnh mà nó chỉ hồi máu thôi, đúng rồi, nó chỉ hồi máu thôi. Ok, rồi chúng ta cùng nhau ăn nhé. Tôi biết rồi. Cái quả táo này nó vị y chang quả bom. Đúng rồi. Mình lớn mình mới gọi là táo, nhưng mà lúc còn nhỏ mình có một cái loại quả mình hay gọi là lại cái quả đó mình hay gọi là quả bơm mấy bạn ơi. Có bạn nào biết quả bơm không? Quả bơm không phải là cái quả mà châm lửa cho nó nổ nha. Quả bơm ở đây là cái quả mà nó giống quả táo nhưng mà ăn vô thì nó sẽ hơi xốp xốp hơn. Đúng rồi, nó xốp và nó ăn nó không có giòn. Đúng rồi, nó không có giòn. Ăn nó cứ sùm. Nó y hệt như là xốp vậy đó, ăn nó hơi, nhưng mà thật sự mình thích cái vị này, mình thích vị này. Tôi ghét ăn xốp luôn đúng không? Rồi tôi thích. Sao cái gì cũng thích hết vậy? Tại nó ngon. Đây các bạn nhìn nè, nó cực kỳ xốp luôn các bạn ơi. Thực sự rất là xốp luôn á. Ê Phong, ví dụ mà nào mà Tuyết mà cắn lột cái táo vàng thì sao? Nếu như mà người ta bà phù thủy không đưa cho nàng Bạch Tuyết quả táo độc mà đưa cho nàng Bạch Tuyết quả táo vàng thì nàng Bạch Tuyết sẽ gọi là ăn vô xong nàng Bạch Tuyết sẽ không bị ngất đi, hiểu không? Mà nàng Bạch Tuyết sẽ tăng thêm 2 máu và quýnh lại phù thủy. Bắn lại phù thủy à. Wow, hấp dẫn. Có lý do không? Lý do tại sao người ta chọn táo vàng đó? Không, nhưng mà thật sự nếu như mà ăn cái táo vàng này các bạn, thì ăn quả đầu tiên sẽ rất là ngon. Nhưng nếu như mà ăn đến quả thứ hai, thứ ba thì sẽ cảm thấy hơi ngán một tí, bởi vì là nó hơi bị xốp quá các bạn. Tôi nói thật là tôi bị ghét táo xốp lắm á. Ghét cực luôn, ăn là phải giòn mới ngon. Cái táo xốp này ăn gì ngán lắm. Các bạn này giống sao cũng đừng quên comment video xem biết nha. Nào. Nói chung á, mang tiếng là táo vàng rất là đắt, nhưng mà ăn nhiều sẽ hơi ngán tí, nhưng mà nói chung là lỡ mua rồi phải ăn thôi. Món ăn tiếp theo của chúng ta đó chính là rong biển. Cái rong biển thì hồi nãy mình với Sammy đã kiếm được nó ở bên dưới biển của Minecraft mọi người ạ. Cho nên bọn mình quyết định là mua rong biển ở ngoài đời thật để ăn luôn, và mình cũng rất là thích món này. Nói chung là ngon mấy bạn ơi. Tôi thử bể đó. Vẫn là hương vị ngày nào. Rất là thơm. Hết rồi hả? Sammy vẫn muốn ăn thêm mấy bạn ơi. Sammy thích món này. Tiếp theo. Rồi, ok bạn ơi, vừa rồi mình đã ăn xong món táo vàng và món
rong biển. À quên, trời ơi. quên. Món táo vàng và món rong biển bạn ơi. Và thật sự á là táo vàng á thì ăn cũng khá là ngon, rong biển cũng ngon, nhưng mà táo vàng thì ăn hơi ngán xíu bạn ạ. À. Đấy. Còn Sammy thì Sammy có vẻ khá là thích món rong biển các bạn ơi. Ok. Rồi, bây giờ tiếp theo nữa, mình đã dẫn Sammy quay trở về ngôi làng cũ của chúng ta. Thì đây chính là cái ngôi làng mà lần trước mình với Sammy đã tới nè các bạn. Mấy bạn biết tại sao mình lại quay trở về cái ngôi làng này không? Là bởi vì á mình đã được mấy bạn yêu cầu một món ăn mới, mà món ăn đó thì cần phải quay trở về làng thì mới có đủ nguyên liệu để có thể làm. Bạn biết là món gì không? Sao biết món gì không? Quay về làng tôi nghĩ là ăn lúa hay ăn cơm gì đó đúng không? Lúa không có gì đâu. Sai bác rồi. Chúng ta quay trở về làng để chúng ta cùng nhau làm một cái bánh kem mấy bạn ơi. Đó. Thì ơi, kem gì vậy? À, trời ơi, sao không nói tôi? Tôi cũng có thấy đâu, tôi mới vừa quay qua tôi thấy nó đứng trước mặt rồi. Trời ơi trời. Ok. May quá bạn ơi. Ok rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm món bánh kem nha các bạn nha. Thì ở đây nè, mình đang có lúa nè. Mấy bạn yêu cầu mình làm cái món này khá là nhiều, cho nên là bây giờ mình sẽ làm nha các bạn. Ok. À không, mấy bạn yêu cầu mình ăn chứ đâu yêu cầu mình làm đâu. Ok. Đây, lúa nè. Tiếp theo nữa, bánh kem là cần gì ta? Lúa nè, hình như là lúa với lại là trứng gà. Đúng rồi. Bây giờ đi kiếm con gà xem mấy cái trứng gà hả? Với sữa nữa. Tôi nhớ có sữa nữa đó. Bây giờ mình phải đi kiếm con gà để mình xin nó cái trứng nè. Gà ơi, có cái trứng nào không? Rồi, từ từ. Ba tục. Đây đây đây, Sam ơi, tôi thấy có con gà bên kia, Được được được, đây qua đó vậy. Đây bên này nè, để tôi qua tôi xin nó cái trứng coi. À, anh gà đẹp trai ơi, cho em xin cái trứng. Có thiệt luôn nè. Ôi trời, hình như nó nghe mình nói hay sao. Sam ơi, tôi mới nói xin cái trứng. Mấy quả bây giờ? Tôi như hai quả đúng không? Một quả à, chứ còn một quả trứng thôi. Làm một cái bánh kem cần có trứng nè, lúa nè, với lại hình như là đường nữa. Đúng rồi, có đường. Mà đường á thì ở trong Minecraft á là làm đường là làm bằng mía. Đúng rồi, mình sẽ đi lấy mía nha. Rồi, gần làng nó khỏe ghê luôn á. Ok, sau đó mình sẽ bỏ mía vào đây và mình sẽ chế được đường các bạn ơi. Bây giờ là mình đã có đường rồi nè, mình đã có trứng gà, có lúa rồi. Bây giờ còn thiếu gì ta? Gì sao? Sữa đúng không? Sữa. Hai thì sữa đúng không? Sữa thì phải cần đến tận 3 xô sữa lận. Hình như tôi nhớ là 3 xô sữa lận. Bây giờ ấy, lần trước á là 2 cái xô là Phong đưa cho Sam đúng không? Giờ còn một cái xô nữa thì Phong nghĩ là Phong sẽ giết con người xác này để Phong làm cái xô. Trời ơi, lại là người xác nữa. Mày à mày. Người xác nó tán đây. Ông á, cẩn thận á. Yên tâm đi, nó không tán được tôi đâu. Giờ tôi rút kinh nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ chết được. Đó, thấy không? Nó làm gì được tôi đâu. Này, người xác. Mình có cái sản. Rồi xong. Mình quýnh nó bởi cái cây sản, cái cây cuốc luôn mà nó không chết luôn mày ơi. Lại cây sản nè. Sử dụng từ cây cuốc đến cây sản luôn. Chết đi, người sắc. Cố lên, Phong ơi. Con này khỏe quá. Sắp nứt rồi. Rồi xong. Tôi hư luôn. Ây da. Ủa sao tôi quách. Cái gì vậy Sam? Ủa tôi có làm gì đâu? Bà đặt block cho nó leo lên nó quýnh tôi đó. Trời ơi. Sam ơi à, Sam. Tôi định lên đặt lên tôi phụ không? Đó mấy bạn thấy không? Mấy bạn thấy gọi là trí thông minh của Sammy chưa bạn? Mình đã đặt block cao lên để nó không quýnh được mình. Xong Sammy đặt thêm block cho nó leo lên nó quýnh mình luôn bạn ơi. Sammy thật là đáng yêu. Trời ơi. Tôi thề luôn chứ. Đáng yêu vậy. Chạy. Đó không quả nó đi, tôi đang làm chú ý nó nè. Trời ơi, bây giờ bà đuổi, bà để cho nó chạy theo bà vậy làm sao tôi quýnh nó được? Mày ơi. Ồ, hay chưa? Ok rồi. Chưa khôn chưa? Ơi, đó. Lo mà chạy nhanh đi, nó mà lại gần bà được bà nó quýnh bà đó. Ê. Hơ. Trời ơi, quýnh nó nổi mà trời mưa luôn mà nó chưa chết nữa bạn ơi. Mày ơi. Ôi Phong ơi. Yên tâm. Tôi đang cố gắng đây. Đến tôi rồi. Trời mưa người nhưng sát, không sao tụi mình. Yeah. Ok. Trời ơi. Trời ơi, mệt dễ sợ luôn bạn ơi. Ok. Sau cơn mưa trời lại sáng thấy không? Đó, hòa bình đến với tụi mình. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cho mình cục gỗ nè để mình làm cái bàn chế tạo. Quá. Trời ơi, mệt quá, giết con người sắt. Ok, rồi. Đấy, đặt cái bàn chế tạo đây, mình sẽ làm cho mình một cái xô. Rồi, Sam đưa hai cái xô còn lại cho Phong đi. Ngay. Ok. Hai cái xô còn lại nữa là ba cái xô. Trứng gà với lại lúa, đưa cho Phong cái trứng gà, Sam ơi với lại đường nữa, lại Sam lụm của Phong đúng không? Ok, trứng đúng gà. Đúng rồi, lụm hết luôn á. Đường nè, rồi ok. Bây giờ là kiếm con bò lấy sữa. Đây con bò đây. Bò ơi bò. Bò ơi cho anh xin lấy sữa đây. Cho xin 3 ly sữa bò. 1, 2, 3. Trời ơi. Con bò này dễ thương con quá. Con bò này sữa ơi. Nhầm. Ủa cho tôi miếng sữa không đường nha.
Ok, rồi, lấy thêm sôi sữa nè, vô đây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ gọi là bấm vào trong cái này. Sau đó mình sẽ đầu tiên mình sẽ xếp 3 xô sữa lên trên đây. Đấy, sau đó để lúa bên dưới. Mình sẽ để đường ở hai bên và một quả trứng gà ở giữa. Chúng ta sẽ được một cái bánh kem. Wow, trời ơi, nhìn ngon dữ ta. Ngon dễ sợ luôn bạn ơi. Rồi, ok. Và món cuối cùng mình với Sammy sẽ ăn trong tập này. Từ đầu mình với Sammy đã ăn được món táo vàng nè, rong biển nè, thịt heo và cái gì nữa Sam? Dưa hấu đúng không? Dưa hấu nữa. Bọn mình đã ăn được 4 món rồi, cho nên là bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau ăn món cuối cùng là món bánh kem nha các bạn nha. Đấy, tại vì cái món này có vẻ là ăn thêm món này nữa là no lắm luôn rồi đó. Nguyên ngày hôm nay mình ăn được hết mấy món đó là mình đã quá no rồi. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau ăn bánh kem thôi nào Sammy ơi. Ăn thôi. Let's go. Rồi, đến với món tiếp theo này sẽ là một món rất là đặc biệt các bạn ơi. Mấy bạn coi chắc các bạn cũng biết là món gì đúng không? Đó chính là bánh kem. Bánh kem siêu to. Đây mấy bạn nhìn nè, đây cái bánh kem của chúng ta màu hồng ở bên trong nè bạn. Thật sự là Phong muốn gọi là mua một cái bánh kem nó giống ở trong Minecraft một tí. Nhưng mà do là mấy cái tiệm bánh ở gần nhà Phong á thì người ta lại không làm được bánh kem giống trong Minecraft. Cho nên là mình đành phải mua một cái bánh kem nó gọi là gần giống bánh kem trong Minecraft thôi, chứ không mua giống hoàn toàn được. Cũng hơi tiếc xíu nhưng mà thôi lỡ rồi, làm video vội mà. Cho nên là thấy cái nào mua đại đó thôi ha. Nhưng mà nó giống là được rồi, nó giống gần giống rồi đó. Mấy bạn có để ý bánh kem ở trong Minecraft á, là nó sẽ kiểu như là một cái bánh và ở bên trên nó sẽ có những cái chấm đỏ 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 đỏ. Thì mình thấy cái bánh này nó cũng khá giống nữa bạn thấy không? Cái bánh nè, ở phía trên có những cái quả cherry màu đỏ đấy. Nhìn khá là giống bánh trong Minecraft đúng không? Ok, bây giờ thì mình với Sammy sẽ cùng nhau cắt bánh kem và ăn nha bạn. Ok, sao cái ở trong Minecraft là người ta ăn ăn nguyên cái bánh luôn hiểu không? Cho nên mình cũng sẽ ăn nguyên cái bánh luôn. Ok, ở trong Minecraft là mình nuốt luôn á. À, không, để dưới đất xong ăn. Đây, ăn nha bạn. Mình không biết rằng là có bạn nào hay đi sinh nhật á mà mấy bạn thấy có mấy người chơi cái trò là ụp bánh kem trong mặt các bạn. Ví dụ bây giờ mình kiểu mình gọi là muốn giỡn với mọi người đi thì mình quẹt mấy bánh kem nhỏ nhỏ nè, đó xong mình chét lên mặt đó thì như vậy thì được hiểu không? Đó mình quẹt lại xong mình chét lên đó thì được hiểu không? Chứ mình Sam ơi, không xin lỗi Sam. Phong xin lỗi để Phong lau cho Sam nha. Xin lỗi Sam. Sam đừng đánh Phong nha Sam. Không sao. Đang quay video cho nên không sao bạn ơi. Tí nữa mình tắt camera không cái là sao? Mình sẽ bị đấm nâu mắt. Ok. Oh, no. Cục kem này hơi bị ngon sao ăn sao. Trời ơi, no quá mấy bạn ơi. Mình với Sammy ăn hết nửa cái bánh kem luôn. Trời ơi, no ơi, thầy no. Đấy, mày thấy không? No quá. Ở ngoài đời, bọn mình ăn hết nửa cái bánh kem. Cho nên là trong game, bọn mình cũng ăn hết nửa cái bánh kem luôn. No, dễ sợ no. Rồi đó, ok. Thì nói chung là trong tập này thì mình với Sammy, hai đứa mình đã gọi là thực hiện xong thử thách 24 giờ ăn tất cả những món ăn có ở trong Minecraft. Thì trong tập này chúng ta đã kiếm được thêm 5 món nữa. Thì mình nghĩ rằng là 3 tập thì mình với Sam cũng đã gần ăn hết tất cả món ở trong Minecraft rồi các bạn. Và nếu như bạn thấy mình còn chưa ăn những cái món nào còn thiếu ở trong Minecraft thì bạn hãy nhớ là hãy bình luận xuống bên dưới để mình có thể biết được rằng là mình còn chưa ăn những món nào và mình sẽ ăn món đó trong tập tiếp theo nha các bạn nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này, đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt. Woo.